Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái máy hút ẩm. Thì thời tiết ở miền Bắc những cái đợt tháng gần Tết như thế này thì rất là nồm ẩm và khó chịu. Như các bạn đây, mình đang quay cái cầu thang nhà mình, nó đã đọng nước rất nhiều vào đây. Và đây là nền nhà. Đây là mình cũng đã lau qua một lượt bằng cái chổi lau nhà rồi mà nó vẫn còn rất nồm ẩm như này thì rất là kinh. Và bắt buộc thì hôm qua mình đã đi xách một em máy hút ẩm về. Đây, mình đang cho nó chạy. Mình sẽ review qua với các bạn về cái máy hút ẩm này. Đây là một cái máy hút ẩm hàng cũ, thường gọi là hàng bãi, đến từ Trung Quốc. Mình đã cho nó chạy từ khoảng 8 giờ sáng tới giờ và nó đã hút được từng đầy nước rồi. Cái này thì là có dung tích là 5 lít nước. Và cái máy này thì có thông số kỹ thuật như sau. Đây là thông số kỹ thuật của máy này. Đó. Máy này sẽ hút được công suất là 20 lít trên một ngày. Với cái điều kiện là nhiệt độ là 30 độ C và độ ẩm là 80%. Cái khoảng nhiệt độ làm việc của nó thì là từ 5 đến 35 độ. Công suất thì là 370W. 370W thì nó cũng chưa bằng được một cái công suất của một cái máy tính để bàn đâu. Máy tính để bàn bộ nguồn của nó bây giờ cũng khoảng 400 đến 500W rồi. Bạn cứ hình dung là một quạt trần của mình thông thường công suất nó sẽ khoảng 70W. Đấy, thì cái này nó 370W thì nó sẽ bằng khoảng 5 lần cái quạt trần. Nhưng đây là công suất tối đa nhé, thông thường công ty nó cũng chạy không tối đa đâu. Đây là cái ga của nó này, ga là 134A. Và cái trọng lượng của cái máy này là 10,7 cân. Đây là cái máy này mình mua hàng cũ, hàng bãi, với giá là 2,6 triệu. Ở đây thì nó cũng có một cái màng màng lọc bụi, nhưng mà chỉ là màng carbon chứ không phải là cái màng màng HEPA hay cái màng gì đấy, mà màng xịn sò hơn. Đó. Ở bên trên này thì có các nút điều khiển như sau. Ở đây là chúng ta sẽ có chế độ quạt ở chế độ cao này, chế độ thấp, và cái này thì chúng ta chỉ là để lọc không khí thôi. Đó. Ở đây thì mình đang để cao nhé, nó hơi ồn một chút, mình sẽ chuyển xuống thấp. Ở đây thì có một cái nút để chúng ta bật cái chế độ ion. Trên này sẽ là cái thang của cái phần độ ẩm này. Độ ẩm này lên từ sẽ là từ vạch thấp lên đến vạch cao. Cái này là nó sẽ tự động, mình không điều chỉnh nữa nhé. Những cái máy đời mới hơn bây giờ thì nó sẽ cho điều chỉnh cái này. Ở đây là cái nút hẹn giờ. Thì mình có 3 cái mức là hẹn 2 giờ này, 4 giờ và 8 giờ. Mình đang để là 8 giờ. 8 giờ thì nó sẽ tự tắt đi. Còn đây là nút bật tắt thôi. Ở bên này thì mình có một cái tay để xách này. Còn đây là cái điều hướng của cái gió khô ra. Tức là máy nó sẽ hút không khí vào ở đằng sau này. Và nó sẽ thả ra bằng cái khí ở đây. Thì cái này là nó sẽ ra cái khí khô và có hơi nóng, ấm. Ví dụ như các bạn muốn sấy quần áo chẳng hạn, mà các bạn treo ở khu trên này thì chúng ta sẽ điều khiển cái này. Bây giờ một số cái máy hiện đại đời mới bây giờ ấy, thì cái cánh này nó sẽ quay tự động, giống như là cái cánh của điều hòa ấy. Nhưng đây là cái máy cổ lũ sĩ ấy, nên là cái này điều khiển chỉnh bằng tay thôi. Về mặt trước thì như này, không có gì đặc biệt cả. Cái này thì có một cái đặc điểm nữa là về mùa lùm ấy, thì hôm qua mình cũng có thử test ở trong phòng ngủ của mình ấy, thì khoảng 2 tiếng thì nó cũng hút được khoảng 2,5 lít, tức là nửa cái bình này. Và lúc đó thì mình có cái đồng hồ đo độ ẩm ở trong phòng thì nó xuống khoảng độ ẩm khoảng 37-38%. Mình thấy cũng khá ok rồi. Bây giờ thì nếu mà các bạn mua máy mới của Panasonic thì ở trên Điện Máy Xanh hoặc là Medemark ấy,
thì thông thường một cái máy khoảng 20 lít như này nó cũng có giá khoảng 6-7 triệu tùy theo thương hiệu. Nhưng mà mình thì nhà còn nghèo nên là mình đã lựa chọn phương án là mua máy cũ, máy bãi, hàng bãi, thì nó cũng có cái rủi ro, đó là về bảo hành. Thứ nhất là về bảo hành, thứ hai là về cái chất lượng có khi là nó cũng hên xui. Và đương nhiên thì hàng cũ thì không bao giờ bằng được hàng mới rồi. Nếu mà các bạn có điều kiện thì hãy cứ mua hàng mới để được những công nghệ mới nhất, và bảo hành các thứ thì nó sẽ tốt hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.